Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác và các anh chị em trong bản tin Hoa Kỳ ngày 6 tháng 8 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị vì đã luôn ưu tiên chọn nghe chương trình của Emily. Kính chúc cho quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cho một tháng mới. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính trường Mỹ dậy sóng, Nancy Pelosi vô tình tiết lộ tội ác chấn động của Joe Biden trên sóng truyền hình. Mỹ đang tính xem đến vượt biên sang Triều Tiên là tù binh chiến tranh. Khoảng trống lãnh đạo chưa từng có trong quân đội Mỹ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Nancy Pelosi bất ngờ khiến Joe Biden khóc thét với cú vạ miệng chấn động của bà ta trên sóng truyền hình. Cụ thể, trong một phân đoạn MSNBC gần đây, cựu Chủ tịch Hạ viện dân biểu Nancy Pelosi tỏ ra khó chịu với người dẫn chương trình Andrea Mitchell. Sự khó chịu nảy sinh sau khi Mitchell đặt ra vấn đề về việc các thành viên Hạ viện của đảng Cộng hòa đang tìm cách luận tội Joe Biden dựa trên mối liên hệ bị cáo buộc của ông ta với các giao dịch kinh doanh của con trai ông là Hunter. Pelosi, Người ủng hộ thủ tục luận tội cựu tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ của ông dường như chế giễu khái niệm luận tội Biden, chỉ ra những thành công được cho là của chính quyền Biden. Bà ta gọi khả năng luận tội là phù phiếm và là một chiến thuật nghi binh. Michelle đã thúc đẩy cuộc thảo luận hôm thứ Sáu, hỏi Pelosi trên sóng truyền hình. Bà cảm thấy thế nào về sự thúc đẩy của các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện tiến hành thủ tục luận tội Biden vì ông ấy có liên quan đến công việc kinh doanh của con trai Hunter? Thưa quý vị, tới đây thì bà ta khẩn mất chục giây. Bà ta thực sự đã rất bối rối và cố gắng gạt bỏ câu hỏi này vì chính bà ta cũng biết là ông Biden thực sự đã tham gia việc kinh doanh đó. Và cuối cùng bà ta trốn tránh câu hỏi bằng việc vẫy tay và nói rằng Chà, Chúng ta hãy tuy nhiên thì người dẫn chương trình đã không để yên cho bà ta tiếp tục tấn công rằng như bạn đã biết, bạn đã rất thận trọng khi bắt đầu thủ tục luận tội vì lý do là một khi bạn bắt đầu trong ủy ban đặc biệt hoặc ủy ban tư pháp thì rất khó để ngăn chặn quá trình đó. Pelosi dường như không trả lời với câu hỏi của Michelle. Bà ta trả lời, với tất cả sự tôn trọng đối với câu hỏi của bạn, điều này thật phù phiếm, đây là một kế hoạch nghi binh. Sau đó, bà ta đã nhanh chóng chuyển chủ đề và tuyên bố sai sự thật về những thành tựu của Biden. Mà thực ra, những thành tựu bà ta kể dưới đây đều đi ngược lại hoàn toàn. Thật tệ hại, bà ta nói rằng, ông Joe Biden đã tạo ra hơn 200.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5% trong 18 tháng liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%. Thực tế như thế nào thì chẳng quý vị cũng đã biết hết rồi, chắc Emily không cần phải kể lại nữa đâu. Chưa kết thúc, Pelosi đã dành nhiều lời khen ngợi hơn cho đảng của mình và dành nhiều lời cay độc hơn cho các đối thủ của đảng trong khi nói: "Tôi rất tự hào về các đảng viên đảng dân chủ trong quốc hội. Chúng tôi hoàn toàn có ý định giành lại hạ viện vào lần tới, nên chúng tôi không cần phải đối phó với sự phủ phím, lãng phí thời gian của quốc hội để họ đi vào con đường này." Bà ta tiếp tục: "Thật sự rất buồn. Tôi ước chúng ta sẽ có một đảng cộng hòa thực sự." Và thưa bà Pelosi. Emily cũng mong rằng chúng ta sẽ có một nền dân chủ đúng với từ dân chủ thật sự, chứ không phải là độc tài như đảng của bà hiện nay. Mỹ đang tính xem đến vượt biên sang Triều Tiên là tù binh chiến tranh. Thưa quý vị, quân đội Mỹ đang thảo luận việc xem binh sĩ Travis Skin vượt biên sang Triều Tiên vào tháng trước là tù binh chiến tranh. Đài CNN ngày 4 tháng 8 dẫn lời một số quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chính quyền Joe Biden đang thảo luận về khả năng xem binh sĩ Travis Skin Người vượt biên sang Triều Tiên vào tháng trước là tù binh chiến tranh. Theo các quan chức này, cho đến nay, chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tình trạng của binh sĩ Kim, cho nên binh sĩ này vẫn bị coi là đối tượng đào ngũ. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, chưa có quyết định cuối cùng về tình trạng của binh sĩ Kim. Tuy nhiên, binh sĩ này phải được đối xử nhân đạo theo luật pháp quốc tế. Mặc dù tôi không thể tiết lộ bất kỳ cuộc thảo luận nội bộ nào đang diễn ra, nhưng tôi có thể nhấn mạnh rằng Ưu tiên của Bộ Quốc phòng là đưa binh nhị Kim về nước và chúng tôi đang làm việc thông qua tất cả các kênh có sẵn để đạt được kết quả đó. Ý nghĩa của việc công nhận là tù binh chiến tranh. Thưa quý vị, theo như CNN, binh sĩ Kim có thể được công nhận là một tù binh chiến tranh vì chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953 chỉ dừng lại ở Hiệp định Đình Chiến, không phải Hiệp định Hòa Bình. Do đó, về mặt kỹ thuật, Mỹ và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Theo hãng Reuters cho biết, quyết định trên vô cùng nhạy cảm đối với quân đội Mỹ do cam kết không bỏ lại binh sĩ nào phía sau chiến tuyến. Công nhận binh sĩ Travis Skin là tù binh chiến tranh, đồng nghĩa với việc binh sĩ này sẽ nhận được sự đảm bảo an toàn cao hơn theo Công ước Geneva. Công ước này quy định các bên ký kết phải tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt về đối xử tù binh như chăm sóc y tế đầy đủ, cho phép hội chữ thập đỏ tiếp cận và liên lạc với người thân cả Mỹ và Triều Tiên đều tham gia Công ước Geneva. Chuyên gia luật quân sự Rocco Van Ladingham thuộc trường luật Southwestern cho biết, việc công nhận binh sĩ Travis là tù binh chiến tranh là cách để Mỹ có thể bảo đảm binh sĩ vượt biên này được đối xử một cách nhân đạo. Theo Công ước Geneva, tù binh chiến tranh cũng có quyền có một quan sát viên trung lập và độc lập giám sát khi bị giam cầm. Vì sao chưa thể công nhận? Thưa quý vị, tuy nhiên, chuyên gia Wallenheim lưu ý rằng, hiện chưa rõ Triều Tiên có thừa nhận tình trạng tù binh chiến tranh hoặc sẵn sàng công nhận tình trạng này đối với binh sĩ Travis King hay không. Dù vậy, bà Wallenheim cảnh báo, việc Mỹ công nhận binh sĩ King là tù binh chiến tranh có thể khiến cho Triều Tiên hiểu rằng Washington đang coi cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp diễn 7 thập niên qua thay vì đã đình chiến sau khi hiệp định đình chiến được ký. Hàm ý chính trị của vấn đề đó rất nguy hiểm, bà Vandenham nhận định. Trong khi đó, một luật sư Trong khi đó, một cựu luật sư cấp cao của lực lượng không quân Mỹ nhận định với Đài CNN, không có khả năng binh sĩ Kim sẽ được công nhận là tù binh chiến tranh vì không có cuộc chiến nào xảy ra khi binh sĩ này vượt biên sang Triều Tiên. Theo cựu luật sư này, binh sĩ Travis King không bị bắt trong bối cảnh xung đột xảy ra hay binh sĩ bị buộc đi sang Triều Tiên, mà thay vào đó anh ta tự ý sang Triều Tiên. Ngoài ra, một số quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNN, thời điểm binh sĩ Kim vượt biên sang Triều Tiên, người này đang mặc trang phục dân sự và tham gia một đoàn tham quan dân sự tại khu vực an ninh chung, còn gọi là bàn môn điếm ở khu phi quân sự DMZ. Do đó, binh sĩ Kim có thể không đủ tiêu chuẩn để được công nhận là một tù binh chiến tranh. Khoảng trống lãnh đạo chưa từng có trong quân đội Mỹ Quý vị thân mến, lục quân đã trở thành nhánh thứ hai của quân đội Mỹ không có lãnh đạo, được Thượng vị xác nhận trong một động thái mà ngũ giác đài cho là có thể ảnh hưởng đến sự sẵn sàng và nỗ lực tuyển quân của quân đội. Tham mưu trưởng lục quân bị sắp về hưu, tướng James McConville đã từ bỏ quyền chỉ huy vào thứ Sáu. Tướng Randy George, người đã được đề cử tiếp quản ông McConville, sẽ giữ vai trò quyền tham mưu trưởng. Ngũ Giác Đài cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ có hai nhánh là lục quân và thủy quân lục chiến, không có lãnh đạo được Thượng viện xác nhận. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cũng đang quyết vị trí lãnh đạo sau khi tư lệnh Davis Berger nghỉ hưu vào ngày 10 tháng 7. Tướng Eric Smith sẽ là quyền tư lệnh thủy quân lục chiến cho đến khi Thượng viện nhất trí thông qua đề cử. Lần cuối cùng, thủy quân lục chiến có quyền chỉ huy là vào năm 1859, khi tư lệnh Archibald Harrison qua đời mà không có người kết nhiệm ở tuổi 76. Bộ trưởng Quốc phòng Lord Austin hôm ngày 4 tháng 8 tuyên bố, việc Thượng viện Mỹ không xác nhận các đề cử cho hơn 300 vị trí quân đội, bao gồm cả chỉ huy của hai lực lượng nói trên, là hành vi gây rối và có thể cản trở quan hệ với các đồng minh hôm nay lần đầu tiên trong lịch sử bộ quốc phòng hai trong số các nhánh của chúng tôi sẽ hoạt động mà không có lãnh đạo được thượng viện xác nhận trong thế giới đầy nguy hiểm mỹ yêu cầu sự chuyển giao có trật tự và nhanh chóng của các vị trí lãnh đạo quân đội bộ trưởng austin cho biết những đội nhóm tuyệt vời cần những nhà lãnh đạo tuyệt vời đó là trọng tâm để duy trì toàn bộ sức mạnh của lực lượng chiến đấu Điều đó rất quan trọng đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của chúng ta, cũng như đối với sự tin tưởng và tín nhiệm của mạng lưới đồng minh và đối tác. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Alabama Tommy Tuberville đã cản trở việc thông qua các quyết định thăng chức vào tháng 3, viện dẫn quy tắc phá thai mới của Bộ Quốc phòng, trong đó cho phép nghỉ có lương và được thanh toán bồi hoàng đối với các quân nhân đi đến một bang khác để phá thai. Trong một bài báo được xuất bản bởi tờ Washington Post, Thượng nghị sĩ Topperville khẳng định, việc chặn quyết định thăng chức của ông không làm tổn hại đến sự sẵn sàng của quân đội, không ảnh hưởng đến những người thực sự chiến đấu và chỉ ảnh hưởng đến những người ở cấp độ cao nhất. Ông đã thề sẽ tiếp tục duy trì việc này cho đến khi chính sách phá thai bị bãi bỏ hoặc chính thức được soạn thảo thành luật. Các thành viên của đảng Dân Chủ có thể vượt qua sự cản trở về thủ tục của ông Tupperville bằng cách tổ chức các cuộc bỏ phiếu riêng lẻ cho từng đề cử nhưng cách làm này sẽ mất nhiều tháng và ngăn cản họ giải quyết các vấn đề khác. Các nghị sĩ hiện đang trong kỳ nghỉ hè, các quyền chỉ huy đang lấp đầy các vị trí còn trống, thế nhưng họ được cho là không thể chuyển đến văn phòng hoặc nhà mới và bị chặn một số quyền hạn cho khi đề cử của họ được thượng viện thông qua. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và các anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV e Post Time. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.